Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận cứu hộ một con kỳ đà do ông Đỗ Thanh Tuấn, ngụ phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức bàn giao. Ông Tuấn cho biết, ông phát hiện con kỳ đà này khi nó bò vào trong nhà vệ sinh. Ông Tuấn cùng nhiều người khác đã vây bắt. Sau khi tìm hiểu, ông Tuấn biết được đây là động vật quý hiếm nên đã tự nguyện giao lại cho cơ quan kiểm lâm. Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh đã đến tiếp nhận con kỳ đà trên để chăm sóc, cứu hộ theo quy định. Kiểm lâm viên thuộc Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh xác định đây là kỳ đà hoa nặng khoảng 4 kg, thuộc nhóm EIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Trước đó, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp nhận cứu hộ một con kỳ đà hoa nặng 3,5 kg do ông Đậu Việt Hoa, ngụ phường 14, quận Gò Vấp bàn giao.